Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là năm cái con LG V60 bản T-Mobile nha các bác. Thì cái bản này em đang bán với giá là 4 triệu rưỡi cho cái máy trần nhé, có nghĩa là không có phụ kiện. Tại vì nhiều bác ấy cứ hỏi em là máy có phụ kiện hay không, có sạc cáp ốp hay không, thì là không nhé, nó là máy trần không có gì hết, và bảo hành là 10 ngày nha các bác. Thì đương nhiên các bác nào mà muốn bảo hành dài thêm ấy, thì sẽ cộng thêm là mỗi tháng là 100 nghìn nha các bác. Tất nhiên là cũng có cả phụ kiện, nhưng tuy nhiên nó sẽ đắt hơn, và em sẽ phải đặt cả phụ kiện về nữa. Và em đang muốn là bán là không phụ kiện thì giá nó rẻ hơn và các bác dễ tiếp cận hơn. Và các bác cũng biết rồi đấy, cái con V60 này thì cái chân sạc của nó hơi kén, cho nên là em cũng không không khuyên các bác là mua cái củ sạc LG đâu nhé. Nếu mà mua củ sạc LG 25W thì ok, nhưng mà những củ sạc khác ấy thì không nên mua, tại vì sạc nó khá là chậm. Còn bác nào mà muốn mua củ sạc xịn của nó thì em cũng có clip trước rồi đấy. Và bác nào muốn chính xác thì bác cứ inbox em để em cho cái link. Thì đấy, thì cũng có nhiều anh em bảo là ơ tại sao bác bán cái bản này nó lại cao thế, giá như 4.5 cơ. Có những shop khác nó bán có 4.0 thôi. Thì các bác cũng biết rồi đấy. V60 thì nó gần như là không có bản Hàn nha các bác. Chỉ có một số máy demo thôi, thì coi như em nói cũng coi như là không có nha các bác. Còn đa số nó chỉ có bản Mỹ thôi. Và trong các bản Mỹ như kiểu là T-Mobile này, AT&T này, rồi Virgin này, Sprint hoặc là Nhật nữa. Thì đối với em nhé, em đánh giá cái bản T-Mobile là bản ngon nhất nha các bác. Thì cũng có mấy clip em làm về cái bản Virgin ấy, thì các bác cũng bảo là em dìm hàng Virgin, nhưng mà không phải nha các bác. Trước đây em cũng đã có bán Virgin cho các bác, nhưng mà thực sự là anh em chê nhiều hơn, và đa số là cũng chê về sóng các bạn. Em thì không quan tâm về sóng, tại vì em cũng ở vùng nó là thành phố ấy, không phải nông thôn quá ấy, thì sóng nó cũng ok. Nhưng mà nhiều bác có thể là vùng sâu vùng xa ấy, thì các bác vẫn chê cái sóng của bạn Virgin. Đấy là thực sự là em bán hàng và em thực tế tiếp xúc khách hàng rất là nhiều, cho nên là các bác ấy mua hàng rồi các bác ấy phản ánh về như thế thì em cũng không 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 giải quyết gì được, tại vì đó là cái nhà sản xuất người ta đã như thế rồi, mình cũng không có cách nào để mà fix được cái lỗi mà sóng nó yếu cả. Mặc dù là bản version ấy nó họ còn không làm cái viền kim loại như này đâu, họ đa số là có cả nhựa nữa. Đấy, thì đấy là tùy các bác lựa chọn thôi, đẹp xấu cũng là do các bác thôi. Còn sóng sánh ấy, thì nếu bác nào thực sự là quan tâm đến, ý là các bác mà ở vùng sâu vùng xa thì các bác nên, em nghĩ là nên mua bản T-Mobile thì nó hợp lý hơn. Đấy là ý kiến của em nhé, em không có ý dìm hàng bản version, mà đấy là thực tế em đã trải nghiệm, và trong quá trình bán hàng của em thì được phản ánh như vậy, thì em sẽ chia sẻ lại các bác như thế thôi, không mục đích là để mà nâng giá cái con T-Mobile lên. Tại vì thực sự là em bán cái bản này nó vẫn rất là rẻ đấy, so với các shop khác thì vẫn rất rẻ, tại vì em bán ít. Em thứ nhất là em không không phải là shop chuyên nghiệp, không phải shop lớn, em chỉ bán một một số con để mà cho anh em dùng được những cái con nó ngon nhất thôi. Và ít nhất chắc chắn một điều là máy nó phải qua tay em test thì em mới bán, chứ còn không có chuyện mà em không có tay em mà để em bán được. Thì các bác nếu mà mua máy của em thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Thì hôm nay em sẽ có 7 con, à quên, có 5 con như thế này. Thì em sẽ test cái ngoại hình của từng con nhé. Còn cái chức năng ấy thì là full nhé, màn hình nó sẽ rất là đẹp, không bị ả mối gì cả, còn tất cả cái chức năng đều full hết nhé. Thì nếu như bác nào mà muốn test cái chức năng thì các bác xem ở cái đoạn sau nhé, em sẽ test chức năng từng con ở đoạn sau. Thì bảo đảm cho các bác là 5 con này đều là màn hình đẹp, không âm ố, còn áp suất nhé, còn L1 nhé, và tất cả các thứ như vân tay các thứ đều ok hết nhé. Sạc, củ sạc, rồi cắm sạc, rồi cắm máy tính đều nhận bình thường nhé, em test hết rồi. Đây em chỉ show cho các bác là ngoại hình để các bác dễ lựa chọn thôi nhé. Thì em cũng có nói rất nhiều clip rồi là trong những con máy này thì đương nhiên sẽ có con đẹp, con xấu, con đẹp hơn, con xấu hơn một chút. Thì bác nào ấy mà xem và chốt trước thì sẽ được con đẹp thôi, còn bác nào chốt sau thì chấp nhận sẽ con nó xấu hơn một chút, thì các bác phải chấp nhận thôi. Và trong năm con này thì trong quá trình em test từ chiều đến giờ thì là em thấy 5 con đều rất là đẹp, không con nào gần như là nó xem nhau hết các bạn. Thì nói thế thôi chứ vẫn phải test thực tế cho các bác biết được. Thì đây là con số 7 này. Đấy, em sẽ test từng con nhé. Đấy, các bác em cũng nói rồi, bác nào chốt trước thì được thôi, chứ không có bảo là em thiên vị ai cả. Đấy. Ok. Thì đây các bác, đây là cái mặt lưng của nó đây. Thì con em cũng chưa lau kỹ đâu.
thì nó vẫn còn hơi một số vết bẩn, thì em đánh giá nó là rất đẹp nha các bác, gần như cũng chưa xước luôn các bác nhé. Đấy, và đây là quan trọng nhất là cụm camera, em sẽ làm sạch cụm camera đi. Đấy, đây. Đấy, các bác có thể thấy này, nó cũng gần như chưa xước luôn, có một số vết xước nhỏ răm răm mà soi vào điện sáng thì nó mới thấy thôi. Đấy, ok các bác, nó rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cạnh dưới này. Đây, cạnh dưới đây các bác. Cạnh dưới con này cũng gần như chưa xước tí nào, cổng sạc còn rất mới nha các bác. Đó, thì đây. Đây là cạnh cạnh phải đây. Đây các bác. Thì cái phải này hình như nó đang bẩn mà em chưa lau hết được, thì tí em lau lại thì nó cũng chưa xước cái gì nhá. Đây cái, đây nó còn vết bẩn bẩn này này. À không, đây không phải vết bẩn. Thì cạnh cạnh này nó là một cái vết xước, xước chút chút ở đây thôi, xước ít ít ở đây thôi. Đấy. Rất là ít thôi nha các bác. Đây đây đây. Đấy, rất xước ít nhá. Cái con số 7 này xước một tí. Đây. Và đây là cạnh trên này. Gần như chưa xước nhá. Rồi, đây là cạnh trái này. Đấy, cạnh trái cũng thế, cạnh trái cũng gần như chưa xước. Đấy, còn đây là mặt trước này. Đó. Mặt trước cũng thế, mặt trước thì đương nhiên là nó sẽ phải có những sự răm nhỏ nhỏ rồi, không tránh khỏi, và nghiêng ánh điện thì các bác mới thấy thôi. Còn nói chung là nó rất là đẹp. Đấy, thì con bảy này chỉ có mỗi cái vết xước chỗ nhỏ nhỏ chỗ này thôi. Đấy, chứ còn chả có chỗ nào cả. Rất là đẹp. Rồi, đây là con số 7 nha các bác. Em sẽ để riêng con số 7 ở chỗ khác. Còn chức năng em test sau nha các bác. Các bác nào muốn xem chức năng thì xem sau thôi. Còn đây là con số 8 này. Đây, cũng phải lau qua qua thôi chứ em cũng không không chưa lau sạch hết đấy. Đấy thì đây, con số 8 đây. Thì con số 8 cái mặt lưng cũng thế thôi, cũng còn rất là đẹp, không bị sao cả. Xem cụm camera này. Đây, cái cụm camera đây các bác. Con này cụm camera cũng còn rất là đẹp nha các bác. Gần như cũng chưa xước tí nào cả. Đây, các bác xem thoải mái. Đó. Rồi. À, cạnh dưới đây. Rồi. Hai cạnh dưới đây thì cũng gần như là chưa xước tí nào nha các bác. Cạnh phải đây, chắc chắn là chưa xước tí nào rồi. Góc cũng không sao cả. Và đây là cạnh trên này, cũng thế, chưa xước tí nào cả nhá. À quên, con 7 hôm nãy chưa nói là cái viền của nó, cái khung mặt lưng với cái viền nó không hở đâu nha các bác. Như clip trước là em có nói hở, nhưng thì mấy con của clip trước thì hơi hở một chút. Đấy là em nói thì các bác mới biết thôi, chứ em mà không nói thì các bác không biết. Nhưng mà mấy con này thì không có nào hở cả nhé, hoặc là có con hở rất là nhỏ thôi, nói chung gần như không đáng kể. Đấy, nó không hở đâu nhé, con 7 nó không hở nhé. Đấy, cạnh trên rồi. À, cạnh trái đây, cạnh trái này cũng thế, cũng gần như chưa xước. Và đây lắp lưng rất là kín nhé, không gần như không hở nha các bác. À, đương nhiên là bên LG thì lắp lưng nó vẫn hơi hở, nó hơi hơi một tí thôi. À, chứ không phải là hở ngoác ra, nhưng mà nói chung là các dòng LG đều thế, cho nên là các bác cũng hết sức thông cảm. LG hoàn thiện không được tốt cho lắm. Đấy thì con này cũng rất là đẹp. Đây mặt trước đây. Đấy các bác, mặt trước thì cũng có sức răm răm nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể luôn. Đó, rồi. Ok, con này cũng rất là đẹp nha các bác. Rồi. Để cẩn thận không có rơi mất các bạn. Rồi, đây là con số 9 này các bác. Con số 9 đây. Clip nó sẽ rất là dài, nếu bác nào muốn muốn xem lại hết các chức năng của con mấy con này thì bác xem ở đoạn sau thôi. Thì đây con số 9 cũng thế, mặt lưng rất là đẹp. Camera cũng chưa xước luôn, gần như chưa xước luôn các bạn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, cạnh dưới đây. Cạnh dưới cũng thế, cũng rất là đẹp, chưa xước tí nào. Cạnh trái đây cũng thế, chưa xước tí nào. Cái vườn cắt CNC vườn rất là đẹp nhá. Mấy cái máy kia cũng thế, quên chưa nói ấy. Rồi đây cũng thế, mặt trên này viền CNC rất là đẹp, chưa xước tí nào luôn. Đây con này thế, đó con này thế, rất là đẹp, không gần như không xước tí nào. Đây, mặt trước đây, mặt trước con này cũng rất là đẹp luôn, mặt trước con này gần như chưa xước tí nào nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ngoại hình con này quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Rồi. Rồi, con số 10 đây. Em cũng chưa lau hết được. Nó
còn hơi bẩn bẩn ấy. Thì cái vết này thì các bác về lau tí là sạch rồi, nó không vấn đề gì. Con số 10 này cũng thế, mặt lưng nó cũng còn rất là đẹp nha các bác. Đây, quan trọng là cụm camera. Đây, thì đây con số 10 của các bác cũng thế, nó cũng gần như chưa xước đây, có một vết xước xíu xíu đây nhưng mà nó ở ngoài nhé, ở ngoài cụm camera nhưng các bác không sợ. Đây là nghiêng điện mới thấy đó nha các bác. Đấy, đấy nghiêng điện mới thấy vết xước xíu xíu này thôi. Rồi, cũng rất là đẹp luôn. Sức bé lắm nhé, không phải là, nói chung là đấy các bác nhìn qua qua clip các bác cứ chê là ui sao sức thế, nhưng thực ra là phải nghiêng điện sáng lắm mới nó mới thấy đấy, chứ không phải là tự nhiên mình nhìn thấy nó đâu. Đây, cái này cạnh dưới đây, chỗ này hơi bẩn tí sao đấy. Đây, cạnh dưới đây thì chỗ này có hơi bẩn bẩn tí, nhưng chưa vệ sinh sạch thôi, nhưng mà coi như là gọi là một chấm xíu xíu bẩn bẩn thôi. Đây, chỗ này nói chung là cũng rất là đẹp, gần như chưa xước. À, con này thì con số 10 này thì cái cục sạc có hơi xước xước một chút, hơi bị hơi xước, hơi nhìn nhìn nghiêng nghiêng mới thấy nha các bác. Bây các bác có thấy không cơ, chúng hơi hơi thôi đấy. Nói chung là cũng rất là đẹp. Đây cạnh trái này, cạnh trái chưa xước thế nào luôn nha các bác. Rồi cạnh trên này thì nó hơi bẩn bẩn thì chưa vệ sinh sạch. Đây chưa xước thế nào luôn các bác. Đây cạnh phải này chưa xước thế nào. Chụp cạnh con này thì mỗi cái cổng sạc hơi sức sức, nói chung phải nói là rất là nhẹ luôn đấy, không phải là nhẹ vừa. Em nói thì các bác mới biết thôi, chứ mình có clip các bác không biết được luôn đấy. Và cái đây là mặt trước, đây mặt trước con này cũng thấy rất là đẹp, không vấn đề gì luôn đấy, gần như cũng chưa xước luôn. Rồi con số 10, đây là con số 11 này. Đấy em bán cho nên em phải quay từng con để các bác dễ dàng các bác lựa chọn, chứ không mất công các bác về các bác bị hụt hẫng hay làm sao đấy thì mất công lắm, mang tiếng ra. Đây là con 11 này thì cũng rất là đẹp, mặt lưng rất là đẹp, không xước tí nào luôn, không phải không xước mà nó dùng gần như không xước. Đây cụm camera cũng thế, đấy cũng rất là đẹp luôn, cụm camera rất là đẹp luôn, không xước tí nào luôn. Rồi đây là cạnh dưới đây, rất là đẹp luôn nha các bác, cũng gần như chưa xước tí nào, cụm chân sạc còn rất là đẹp chưa xước. Đây là cạnh trái, đây cạnh trái cũng thế, chưa xước tí nào luôn nha các bác. Đấy. Cạnh trên này, trên cũng thế, gần như chưa xước tí nào nha các bác. Rồi đây là cạnh phải thế nha các bác, gần như chưa xước tí nào luôn, rất đẹp. Em bảo rồi, mấy con này nó đẹp xem nhau hết rồi, rất là đẹp luôn. Đây là mặt trước, đây mặt trước thì đương nhiên có một số cái vết xước răng, nhưng mà cũng các bác qua clip các bác không nhìn thấy đâu. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Đấy thì đấy là cái ngoại hình của năm con này. Thì các bác cũng biết rồi đấy, là nó đều xem nhau cả, dẫn đến là bác nào mà nhanh chân thì được thôi, chứ em cũng không có châm trước hay làm sao cả. Đấy thì bây giờ đấy là cái ngoại hình nhé. Và em cũng nói rồi đấy, các bác cũng chỉ cần xem đến đây thôi là ngoại hình mấy con này nó rất là đẹp rồi. Chỉ là các bác thích cái con nào hơn thôi, và em thấy là chọn con nào được, có mỗi con 7 này nó hơi sức hơn một chút ở chỗ này thôi, nhưng mà chuyện đó nó, nếu như các bác nào mà quá kỹ tính, nghĩa là rất là cầu toàn, rất là kỹ tính thì các bác mới chê con 7 này thôi, chứ còn thực ra là nó quá là nhỏ ấy các bác. Đây này, biết bác có nhìn thấy không, đây này hơi sức một tí thôi đấy. Đấy, ok. Thì nếu như bác nào chỉ quan tâm ngoại hình thì các bác chỉ cần quan tâm đến đây thôi. Còn bây giờ em sẽ bỏ chút thời gian để em test tất cả các chức năng, để các bác nào mà kỹ tính hơn thì các bác có cái so sánh, các bác có cái rõ ràng cho con máy mình muốn chọn này, thay kiểu kiểu thế. Thì đây, trước tiên là wifi này, wifi là bình thường nha các bác. Đây, wifi bình thường này, tắt wifi đi này, 2G này, nghe gọi luôn này. Ở trong em, ở trong cái phòng này sóng nó tiệm cận bình thường nha các bác. Rồi xem có 4G không nào, trong này phòng nó yêu quá. Đây 4G bình thường nha các bác. Đây 4G bình thường, và jack tai nghe này,
nhận 50 ôm bình thường nha các bác. Rồi. Đây. L1 bình thường nha các bác, đây, L1 đây. L1 bình thường nhá. Cái bản DRM Info này như bản hơi cũ, nó hiển thị hơi khác tí, nhưng vẫn là L1 nhá. Và em sẽ vào test cái mic nữa. Rồi vào trong kia test sao. Đây con này em chưa test mic nhưng mà chắc chắn là nó sẽ còn ok thôi. Hơi thịt mũi các bạn. Đây. À, alo alo 1 2 3 4 alo alo 1 2 4 che mic này. Alo alo 1 2 4 che mic này. Alo 1 2 4 rồi, ok, mic ok nha các bác. Rồi còn cái gì ngoài nữa không? À, hết rồi. Thì em sẽ vào tận trong em test cho các bác nữa. Đây nhá, dấu vân tay còn ok nhá. À, quên. Cắm sạc cho các bác biết luôn. Sạc nhanh bình thường nhé. Đây. Sạc nhanh bình thường nha các bác, sạc pin nhanh này. Rồi ok. Cắm PC cho các bác luôn cho các bác chắc ăn nhé. Cắm PC luôn. Đấy. Nhận PC bình thường nha các bác. Đấy. Ok luôn. Đấy. Ngoài này thì ok rồi, em sẽ vào tận bên trong nữa nhé. Sao thăng 546368 thăng sao 60. Rồi. Trước tiên là sẽ test mấy cái nút bấm này cho các bác xem cho nó chắc ăn. Tiệm cận này, ánh sáng này, ok hết này. Nút bấm này. Đấy. Tất cả nút bấm ok nhé. Rung này. Rung này rất là mạnh. Con quay hồi chuyện này, bình thường luôn này. Rồi. Quan trọng là cái cảm ứng. À. Cảm ứng đây. Đấy, ok, hết cái này thì em test rồi, demo lại cho các bác rồi. Rồi, cảm ứng ok rồi, quan trọng là cái áp suất, các bác đã muốn áp suất rồi, xem bao nhiêu nhá. Thì em cũng nói rất nhiều lần rồi, áp suất bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Các bác mà muốn áp suất thì có áp suất thôi, rất là dễ. Dựng dễ lắm, nhưng các bác nói chung là đương nhiên là còn áp suất thì vẫn tốt hơn, tại vì các bác đi mua đi nắng thì cũng đỡ sợ hơn. Còn nếu mà bảo là áp suất để mà còn để mà làm máy zin thì không phải đâu nha các bác. Đấy. Đây nha các bác để ý nhá. 1019.23. Một đấy nó lên chấm 2 9 mấy ấy, 98 con này nhảy được khoảng 0.6. Ok. Thế này em thấy ok rồi. Và em cũng phải vẫn phải nói lại nữa là bên LG thì là cái áp suất nó nhảy hơi thấp nhá. Nên các bác không phải phải so sánh với hãng khác nhé. Đấy, rồi ok. Ok con này xong. Bên này nữa. Bên này test nốt bên này. Bên này có cái test cái số email này, đây các bác nhìn này này. IMPL bằng 1 này. Số email là 5101 nhá. Đây các bác thấy 5101. Trùng hết nhá, 5101. Nó còn nguyên cái tem dán email đấy nữa cơ mà. Nhưng mà đây số email các bác nhìn này ở đáy đây lưng này này, đấy. Trùng nhá, hoàn toàn không phải là bản dựng nhá. Rồi. Test cái màn hình. Đây, màn hình thì các bác yên tâm, em cũng test rồi. Không là mối gì đâu. Rồi. Rồi, ok. Thì cần cái gì nữa nhỉ? Trong này còn test cái gì nữa? À, quên test camera nữa này. Camera thì vào đây. Cho các bác xem được là nó có hoạt động hay không. Camera bình thường nhá các bác. Góc gần này, góc rộng này, cam trước này. Ok hết rồi các bác. Rồi. Đấy thì con này em test thế thôi là nó cũng sơ sơ rồi. Ok. À, cái máy quay của em đang hết pin thì em thay pin để em test con tiếp nhé. Rồi. Thì vừa rồi em test con 7 rồi. Thì đây là con số 8 nha các bác. À, sẽ test các chức năng cho bác xem. Thì trước tiên là cái DRM đi. Đây L1 cho các bác, L1. Đấy. Tai nghe đây. Nhận 50 ohm bình thường nhé. Đó. Rồi. À, trong này còn cái gì nữa nhỉ? À sim sóng đây. Như là wifi nhận bình thường nha các bác. Rồi. 4G nhận bình thường nha các bác. Đấy, nghe gọi cho bác luôn. Đấy, tiệm cận bình thường nha các bác. Rồi, sẽ là cái ghi âm nằm ở đâu nhỉ? Đây, ghi âm đây. Đây. Alo 1234 alo alo. Bịt camera, cái bịt mic này. Alo 1234. Alo 12 mở đấy, mở đấy. Ok luôn.
Rồi, ngoài này còn cái gì nữa không? Ok, vào đây. Đây, dấu vân tay bình thường nha các bác. Thế thôi, vào trong sâu luôn. À quên, đây, sạc nhanh bình thường thì các bác lại bảo không có. Sạc nhanh nha các bác. Đấy, đang sạc pin nhanh nha. Ok luôn. Cắm máy tính này cho các bác nhận máy tính luôn nhé. Đó, nhận máy tính bình thường nhé. Rồi. Ok, test mấy cái chức năng này. Đây, cảm biến tiệm cận, ánh sáng bình thường nhé các bác. Nút tăng giảm âm lượng này. Ok hết nha các bác. Chuông này, rung này, rung rất mạnh luôn nha các bác. Con quay hồi chuyển này, thoải mái. Ok luôn. Cảm ứng. Thôi cứ nhận nha test cho các bác, tại vì clip đằng nào thì nó cũng rất là dài rồi. Các bác nào mà không tin, ý là kém lòng tin hơn thì các bác cứ xem hết thôi. Đấy, ok nhá. Ok luôn. Đây, quan trọng là cái áp suất mà bác nào muốn muốn test đây. Thì nó đang là 19.4, 19.1 nhé. Con này nhảy mạnh phết đấy. 19.1 này. Đấy, lên được hai cái mấy, con này nhảy được một chấm luôn các bác. Con này nhảy được một chấm luôn. Ok luôn. Có mạnh luôn. Một chấm luôn các bác. Con này nhảy mạnh đấy. Con này ok này. 8. Rồi, ok. Còn tiếp này. Đây, IMPL bằng 1 nha các bác. Số IMEI này 9429 này. À, 9429 này. Các bác hoàn toàn có thể thấy 9429 ở đây. Không thấy à? Hay mở. Này các bác. Đấy, 9429 nha các bác. Còn nguyên tem IMEI đây luôn mà. Đấy, các bác không phải lo. Rồi, cái đây. Yên tâm, con này sáng đẹp, rất là đẹp, không vấn đề gì. Em demo lại thôi, tại vì em cũng soi hết rồi, không phải lo các bạn. Ok luôn. Còn cái gì nữa nhỉ? Trong con này thôi, con này test thế thôi. Ok thôi. Thì em cũng test demo lại thôi, tại vì các bác cũng biết rồi đấy là hàng cái sim bình thường nhá, không gãy nhá. Lần trước bị cái lô lần trước bị hai con gãy. Chán thật nhưng mà chưa đổi được. Rồi, tiếp theo là con số 9 cũng cứ cắm sim vào các bạn, cắm sim vào để tính. Rồi, con số 9 đây, trước tiên cũng test cái tai nghe cho các bác luôn, thì nhân tiện nhận 50 ohm bình thường nhé. Rồi, DRM đây, L1 nha các bác, L1 ghi âm này. Rồi, alo 1 2 3 4, alo 1 2 3 4, che mic che mic che mic che mic che mic, bỏ mic bỏ mic. Rồi, ok, rất bình thường. À quên, con số 8 kia mình chưa chưa test camera các bạn. Đấy, test camera lại cho các bác. Em quên, cứ bảo em quên quên cái gì. Đây các bác. Nhiều khi là đấy, góc thường này, góc gần này, góc rộng này, ok hết nhé. Đấy, ok hết. Rồi, chứ nhiều khi là quên đấy các bạn, test nhiều con quá quên hết. Rồi, con này thì em sẽ test luôn cái sạc nhanh luôn nhé các bác. Sạc nhanh bình thường nha các bác. Đó. Rồi, cắm máy tính, nhận bình thường nha các bác. Ok luôn. Đấy, ngoài ra còn cái gì nhỉ? Rồi, vào trong luôn. À đây, ngoài ra còn wifi này, wifi bình thường này. Tắt wifi đi này. 4G bình thường nha các bác. Đó, nghe gọi luôn.
cho các bác biết tiệm cận nó ok không. Ok nhé các bác. Ok, vào luôn. Rồi, cho nút bấm này. Bình thường này, ánh sáng bình thường này, ok luôn. Chuông này, rung này. Ok hết, còn quay hồi chuyện này. Ok hết nhé. Cảm ứng này. Ok hết nha các bạn. Không phải lo. Em một tuần em test này cũng để mà khẳng định lại là máy mình đã test ok. Chứ nhiều khi mình quên cái này quên kia. Đấy. Áp suất này các bác. 1913 nhá. Đấy, con này được gần 1 1 chấm luôn các bác, thoải mái nhá. Con này áp suất nhảy rất mạnh. Đấy, rất là mạnh luôn. À, nhiều bác lại bảo là nhưng hôm trước có ông bảo là tại sao áp suất mà nhấn như vậy rồi xong là vẫn giữ tay như này mà nó vẫn nhảy xuống này. Đấy các bác thấy không, nó vẫn nhảy xuống nhá. Thì cái này nó rất là vi diệu, cái này nói chung là cái này nó phải giải thích một rất là dài để em không muốn nói, nhưng mà nói sơ qua cho các bác là nhấn áp suất như này, nhấn giữ nó vẫn sẽ nhảy, nó vẫn sẽ từ từ nó nhảy trở lại vị trí cũ nhé, chứ nó không giữ lại ở cái giá trị cao kia đâu. Các bác cái này thì lúc nào mà các bác nào muốn thắc mắc thì cứ hỏi em, cái này thì giải thích nó khá là buồn cười, nó không phải buồn cười mà khá là lâu nên là em không muốn nói ở cái thứ này. Nhưng mà nhiều khi là cái hiểu biết chưa 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 tới, các bác cứ cãi, nhiều khi anh em giải thích nó cũng mệt lắm. Đây nhá, IML Beaufort, IML IMPL bằng 1, suy mây này. 7145 nhá các bác, 7145. Ngoài này đây. 7145 nhá. Đấy các bác yên tâm. Ngoài này anh có cả tem IMEI vẫn còn dán ở đây. Thoải mái luôn. Ok. Cái màn hình nữa. Đây. Đây các bác. Bình thường nhá các bác, không am mố gì cả. Đấy. Em test demo lại cho các bác thôi chứ từ clip nó sẽ lâu cho nên em cũng không muốn test test dài. Ok, con này thấy là ok rồi. Trả lại cái sim rồi đó. Cái sim ok nhá, không gãy. Con này còn gì nữa không? À, camera, đấy, lúc nào cũng quên camera cuối cùng. Ok nhá. Rồi. Máy ảnh này. Ok các bác. Rồi, con này thấy là được rồi. Quá đẹp. Con số 9. Rồi, tiếp theo sẽ là con số 10. Quên, trước tiên cũng cứ cắm cái sim ở đây các bạn. Cứ cắm cái sim vào cho chắc ăn. Con số 10 này cái sim cũng không sao nhé. Rồi, ok. Chơi luôn cái hi-fi này đi. Âm thanh xem nào. Tại em thật sự là dùng LG bây giờ vẫn là quan trọng với âm thanh các bạn. 50 ohm bình thường nhá. Sạc luôn. À thôi. DRM Info này. L1 bình thường nha các bác. Rồi. Đây, sạc nhanh đây. Cắm cho các bác. Sạc nhanh bình thường nha các bác. Đấy. Máy tính này. Nhận bình thường nha các bác. Rồi ghi âm nè, xem mic thế nào. Rồi ok, quên nhầm. Rồi ok, đang ghi âm. Che mic này, che mic này, che mic hết rồi tí luôn này. À, mấy ok, đấy. Còn cái gì nữa nhỉ? Ngoài này còn cái gì nữa không? À đây. À, Wi-Fi bình thường nha các bác. Đây, 4G này, bình thường nha các bác. Tiệm cận bình thường nha. Rồi, ok. Em sẽ vào trong test nữa. Rồi
Nút bấm này. Bình thường hết nhé, tiệm cận ánh sáng bình thường hết. Rồi. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh. Con quay hồi chuyển này. Ok hết nha các bác. Cảm ứng này. Đây, quan trọng là các bác thích áp suất này. Đây, chờ tí. Đây đây, nó là 1936. Đây nào. Đấy, 9.8. Thì con này nhảy được khoảng 0.5. Ok, như thế là cũng ok rồi. Đây này, bấm vừa vừa thôi nhé. Đập vừa vừa, chưa mạnh lắm đâu. Ok, con này test thế thôi. Đến bên này. Đây, IMPL bằng 1 nha các bác. Số email là 3054 nhé. 3054 ngoài này đây, 3054 luôn. Ok luôn. Rồi à, mình đã bảo test cái gì nữa. Test cái màn hình. Quên không test. Đây các bác, cứ soi thoải mái thôi, không vấn đề gì cả nhé. Rồi. Cái này em soi hết rồi, các bác không phải lo. Cái này em soi tính lắm. Rồi. Rồi, ok các bác. Như thế là còn gì nữa không? Còn gì nữa? À, máy ảnh. Lần nào cũng quên máy ảnh các bạn. Đây, cam bình thường này. Góc gần này, góc rộng này. Cam trước đây. Ok các bác. Rồi, con này test thế này được rồi. Nha, con này khai sim cũng bình thường nha các bác. Ok, con số 10. Tiếp theo, con cuối cùng này. Cũng phải lấy khai sim ra. Ok các bác. Rồi, thì cũng test cái âm thanh luôn. Ok nhá, 50 ohm. DRM đây, DRM đây, L1 nhá. Ghi âm. Rồi, ok. Che mic đấy. Mở mic. Rồi, ok. Rồi. Đây wifi bình thường nhá các bác. Rồi, tắt wifi đi này. Đây, 4G bình thường nhá. Nghe gọi luôn. Tiệm cận bình thường nha các bác. Rồi, test chặt nhanh luôn cho các bác xem. Chặt nhanh bình thường nhá. Đó. Máy tính đây. Nhận máy tính bình thường nhá. Rồi, mấy cái gì nữa nhỉ? Trong này còn gì nữa không? Rồi, vào trong đi. Ok luôn. Ok luôn các bạn. Rung này, rung rất mạnh nhá. Con quay hồi chuyện này. Ok nhé. Cảm ứng này. Ok các bạn nhé. Rồi, cái quan trọng nhất là cái áp suất cho các bác thôi. Các bác, em thấy nhiều bác cũng có trọng áp suất lắm, cho nên cứ phải test áp suất thôi. 19.3 nhé. Đấy, con này lên 200 mấy, con này nhảy được khoảng 0.6, 0.7 gì đấy. Ok, thế là ok rồi. Mấy con này đều nhảy áp suất, còn em còn thấy còn khá mạnh nhá. Đẹp, ngon. Cứ chơi 0.5 là được các bạn.
Rồi. IMPL đây bằng 1 nhá. GMA là 8716. Đây các bạn có thể thấy này. 8716 đây. Đó. Tem nhãn nó còn hết ở đây, các bạn có thể xem đây cũng được. Rồi. Còn cái màn hình nữa thôi. Đây. Trắng đẹp bình thường nhá. Ok. Rồi. Trong đây còn gì test nữa không nhỉ? Mấy cái pin này thì lên đến Android 10, 10 hoặc Android 11 thì nó không test được nữa nha các bác, cho nên là em cũng không muốn test. Đây này nó không còn nữa đâu. Và mấy con này em thấy nó đang chạy là 11 nhá, Android 11 nhá các bác. Em cũng có một cái clip mà hướng dẫn các bác là ví dụ như đang chạy từ 12 có thể về 10 được nha các bác, không phải lo nhé, nó rất là dễ làm thôi, các bác nào không phải sợ. Nếu mà các bác không thích cái Android 11 này hoặc không thích Android 12 thì các bác hoàn toàn có thể về Android 10 được nhé, rất dễ thôi. À, con này còn camera nữa. Ok hết rồi, cầm trước đây. Ok nha các bác. Đấy, và mấy cái này em cũng không test pin, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, pin test 1 2 giờ này không không thể mà biết được, các bác phải về dùng thôi. Nhưng mà bảo đảm với các bác là pin của V60 các bác không phải lăn tăn, nó rất là ngon, các bác dùng bao đời V60 các bác biết rồi, nó rất là tốt, pin của nó rất là ngon luôn, cho nên các bác không phải sợ nhé. Đó. Rồi ok các bác, thì đấy là 11, à quên, 5 cái con mà em mới có gần đây. À, em cũng nói rồi đấy, bác nào nhanh chân thì được thôi, chứ các bác ngồi và đắn đo thì hết nhanh lắm, cho nên các bác mà đắn đo thì chấp nhận thôi. À, con này bị hơi bị lỗi xe xin tí này, con số 11 đấy, ở đâu đây con số 7 chứ, thì nó đây nó bị gãy một tí đây thôi, nhưng mà không sao nhé, các bác vẫn dùng được bình thường nhé. Rồi ok. Chúc các bác nào mua máy nó quyết đoán một tí nhé, tại vì em cũng nhiều khi là em bán xong rồi các bác cứ hỏi em, hỏi đi hỏi lại xong rồi thắc mắc này thắc mắc kia cũng giải thích hết rồi, nhưng mà cuối cùng không chốt thì anh em khác chốt mất, xong lại bảo là em đang nói chuyện mà, nhưng mà vấn đề này nói chuyện thì nói chuyện chứ người khác chốt người ta tiền luôn thì em vẫn phải ưu tiên người ta chứ, mà cứ các bác ấy chuyển khoản luôn thì biết sao được. Chứ em bảo là nếu mà chốt thì là chốt, là kể cả em giữ máy hay như nào đấy thì các bác chốt đàng hoàng, chứ còn bảo là đang nói chuyện hỏi thăm mà đã chốt rồi thì mà đã chốt cho người khác thì em cũng không biết được, tại vì em đã quay clip rất là rõ ràng như này rồi, anh em nào mà thừa hiểu là cái tính em thế thôi, rất thích nhanh gọn. Anh em nào mà em đã giải thích rất là rõ ràng như ở đây rồi, và clip cũng quay rất là rõ ràng rồi, ngoại hình rồi chức năng cái thứ rất là ok hết rồi, bác nào không chốt nhanh thì đấy là việc của bác thôi, còn anh em nào chốt nhanh thì em phải ưu tiên người đấy thôi, đấy chuyện rất bình thường mà. Cho nên bác nào có trách em thì em cũng rất là xin lỗi và hết sức mong các bác thông cảm. Rồi ok, chào các bác nhé.